căn nhà xinh có hoa thơm cháy, gần kề lối xóm có cô bạn thân sớm hôm lâu xanh đẹp. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau. Nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng thương nhớ, biết rằng mình yêu. Khi hiểu lòng nhau, thời gian. Ok, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Trong thời gian vừa qua thì em cũng không có thời gian nhiều để nên những clip mới về những cái dàn âm thanh về hàng tại shop để cho anh em tham khảo và xem qua về hình thức cũng như chất âm. Ngày hôm nay thì shop mới về một bộ đến từ thương hiệu Đền Ông với tên mã là F107. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác hình thức cũng như chất âm và thiết kế của bộ dàn này. Xin mời các bác cùng tham khảo. Ok, như các bác có thể thấy thì Đền Ông F107 là một trong những cái dàn âm thanh size nai giữa mini và trung dòng đời mới của hãng. Bộ dàn này được xuất xưởng gồm 2 thớt và được nâng cấp từ những cái phiên bản F102. Bên trên bộ dàn này thì còn một cái bộ dàn F109 với 3 thớt nữa. Bộ dàn Đền Ông F107 được xuất xưởng với 2 thớt chính, đó là âm ni và CD. Các bác có thể thấy là âm ni và CD được thiết kế với cùng một tông dạng thiết kế theo phong cách đời mới của Đền Ông. Cái thiết kế này nó xuất hiện trên hầu hết các sản phẩm của hãng, kể cả những cái dàn dân dụng. Mặt nhôm này, các bác có thể thấy mặt phay nhôm, màn hình hiển thị đèn xanh. Và cái thiết kế cân xứng ở trên này, ở trên đây là cái âm ni receiver, âm ni DRA F107 này, AM FM Stereo Receiver. Và ở đây chúng ta sẽ có những cái nút tùy chỉnh như sau. Bật tắt nguồn này, đổi suộc vào này, chế độ bát chép, chế độ tuner và dò sóng. Ở 4 cái nút này chúng ta sẽ có một nút vặn âm lượng với cái thiết kế là dạng vát xoáy kim cương. Ở bên trên của F107 thì được hãng trang bị rất là nhiều những nổ van để như này, để giúp cho cái âm ni tản nhiệt trong quá trình sử dụng. Và hiện tại em đang kê âm ni ở trên để cái nhiệt tán ra nó sẽ ra ngoài không khí, chứ nó không nên trên cái CD như một số bên các anh em hay kê. Ở bên dưới là chúng ta sẽ có một đầu máy CD với cái khả năng đọc được cả USB với định dạng nhạc VCAP và AV. Đây là một trong những cái định dạng nhạc mà chúng ta có thể coi như là những cái định dạng nhạc số để chúng ta có thể khai thác cái bộ dàn này một cách nhanh chóng nhất với cái đường USB ở đây. Ngoài ra đường này cũng sạc cho điện thoại với nguồn vào là 5V, nguồn ra là 5V và 1A với ký hiệu là DCD F107 Compact DCD Player. Chúng ta sẽ có một cái nút để chuyển đổi giữa chế độ USB và DCD này. Nút ra băng, stop, play and pause, stop, next và nối bài. Đây là nút bật tắt nguồn. Bộ dàn này được thiết kế với rất là nhiều những cổng chơi khác nhau. Hiện tại thì em đang đặt cái bộ dàn này trên kệ kính, vì thế em sẽ không quay được về mặt sau cho các bác xem được. Nhưng mà mặt sau của bộ dàn nó sẽ bao gồm những cổng kết nối như sau. Chúng ta sẽ có một bộ dàn đến từ Nhật, vì thế nó sử dụng nguồn điện là 100V. Bộ dàn này được trang bị cổng jack bắp chuối cũng như dạng kẹp, được trang bị thêm một đường AUX để chúng ta có thể kết nối với điện thoại ngoài vào, và được trang bị 2 cái đường tape và MD với 2 cổng in và out tương ứng để chúng ta có thể tận dụng được bộ dàn để phối ghép thêm những cái thớt tape và MD để chúng ta ghi cũng như là nghe nhạc. Bộ dàn này về hàng với cặp loa Zin, nhưng mà đây là một cặp loa đến từ thương hiệu Đền Ông và tên mã là F109, cặp loa cao cấp hơn là cặp F107. Bộ dàn này về hàng bên em về đầy đủ hộp xốp và hình thức em đánh giá là khoảng 97%. Riêng cặp loa này thì mới khui ra tại Việt Nam và mới sử dụng, rất là mới, đầy đủ hộp xốp, sách xốp, catalog và dây loa. Cặp này là SC109 với công suất max là 120W và được thiết kế với cấu trúc thay đổi phân tần cho cái chất âm nó sáng và tươi hơn là cái bộ loa theo dàn với Đền Ông F107. Ok. Với cái bộ dàn này thì các bác có thể chơi ở những cái đường vào như sau. Đầu tiên là chúng ta có khả năng chơi CD này, USB này, một đường AUX để chúng ta kết nối với điện thoại và 2 cái đường tape MD để chúng ta kết nối với TV hoặc là những cái thiết bị ngoại vi khác. Bộ dàn này với cái công suất này thì nó có khả năng chơi ở những không gian khoảng 25m2 trở lại.
bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ tới số online của em. Và bây giờ em sẽ đi vào test chất âm của cái bộ dàn này cho bác nghe luôn. Những ngày chưa nhập ngủ, anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông mây. Ở đây im vắng thưa người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao là nên khói sương răng núi cỏ quen. Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mây đan dấu chân tròn đường đi bước mòn, sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ trôi từ đường hành quân. Nắng cháy ra người tuổi vui thiếu vui vẫn thương thương đời, nhiều khi trong giấc mong mỏi kêu tên em, kêu chỉ một tên. Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bẫy nhân gian, để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần. Ngủ trên cỏ mây thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Cỏ mây đan dấu chân tròn đường đi bước mòn, sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ trôi. Hành quân nắng cháy ra người tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời, nhiều khi trong giấc mong mỏi kêu tên em, kêu chỉ một tên. Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bẫy nhân gian, để đêm khói thuốc tây vàng tìm nhau thấy cơn. Ngủ trên cỏ mây thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả người. Ngủ trên cỏ mây thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả trên cỏ mây thường khi vào tối nhớ hương mây như cả người. Ok, vừa rồi này em có giới thiệu cũng như là test nhanh từ các bác cái chất âm của bộ dàn đến ông F107. Bạn nào quan tâm tới bộ dàn này thì có thể liên hệ tới số hotline của em. Bộ dàn này với mức giá là 12 triệu. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh cũng như đăng ký và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.